Leo Ngân Anh từ Hoa hậu Đại Dương bị chê là xấu nhất trong lịch sử Hoa hậu đã hoàn toàn lột xác, trở thành giảng viên xinh đẹp. Theo thông tin mới nhất, cô nàng Hoa hậu Đại Dương này sẽ dẫn chương trình Câu chuyện kinh doanh trong thời gian tới của kênh truyền hình tin tức tài chính và kinh doanh FBNC. Đầu tháng 8, Leo Ngân Anh thông báo vừa trở thành giảng viên đại học. Trước khi theo đuổi sự nghiệp giáo dục, Ngân Anh từng được công chúng nhắc đến khi giành ngôi vị Hoa hậu Đại Dương 2017 và Á hậu 4 Miss Intercontinental 2018. Được biết, cách đây một năm, Ngân Anh đã chính thức nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản trị sự kiện quốc tế tại trường đại học danh giá Stanford, Manchester, Anh. Không chỉ thế, Ngân Anh còn tốt nghiệp loại ưu tú với màn thuyết trình bằng tiếng Anh gây ấn tượng. Chính sự thông minh và vốn tiếng Anh tiếp tục đưa Ngân Anh đến với cơ duyên của nghề dẫn chương trình. Sắp tới, Hoa hậu Đại Dương Leo Ngân Anh sẽ dẫn chương trình Câu chuyện bất động sản trên kênh FBNC.